Nơi đâu có Messi, nơi đấy sẽ trở thành một thánh địa đúng nghĩa. Đó là tất cả những gì bạn có thể thấy ở trong trận đấu mở màn Copa America vào rạng sáng nay. Để chứng kiến trận đấu giữa Argentina và Canada, sân vận động Mercedes-Benz tại thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia đã được lấp kín không còn một chỗ trống nữa. Tổng khán giả lên đến gần 71.000 người. Đây dường như là một điều quá đỗi quen thuộc tại Mỹ ở những trận đấu có sự góp mặt của Lionel Messi, và dường như đã được dự tính trước điều này mà ban tổ chức cho nhà đương vô địch Argentina đá trận khai mạc thay vì đội chủ nhà như thường lệ. Sự đặc biệt của Messi còn kéo theo cả sự xuất hiện của vị chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. Nên nhớ trước đó, Euro còn không có được vinh dự này dù được xem là giải đấu cấp đội tuyển chỉ xếp sau mỗi World Cup. Bên cạnh đó còn có chủ tịch CONCACAF, ông Victor Motaliani và ủy viên MLS, Don Garber. Chưa bao giờ môn thể thao vua lại trở nên thu hút sự quan tâm đông đảo như thế này trên đất Mỹ. Trước đó, mọi con đường đổ dồn về sân vận động Mercedes-Benz đã được phủ kín với các sắc màu xanh trắng của đội tuyển Argentina. Giờ đây, người ta đang cố gắng tận hưởng những thời khắc cuối trong sự nghiệp của Lionel Messi. Vì đâu ai biết được rằng, siêu sao người Argentina có thể treo giày bất cứ lúc nào khi bản thân anh đã quá đầy đủ mọi danh hiệu. Chưa cần thi đấu giây phút nào, mới chỉ đứng trên sân trước khi trọng tài thổi còi khai cuộc thôi, Messi đã chính thức phá kỷ lục của Copa America. El Puga trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu với 35 lần. Trước đó, siêu sao người Argentina cùng san sẻ thành tích này với thủ thành người Chile Sergio Livingstone, người đã xuất hiện trong 6 lần tham dự giải đấu này từ năm 41 đến năm 1953, tức là cột mốc này đã tồn tại suốt 71 năm. Bước vào trận đấu, Messi vẫn vậy, anh luôn thể hiện được đẳng cấp của mình. Thi đấu không quá nhiều chạm nhưng mỗi lần có bóng trong chân, người ta luôn chờ đợi thứ phép màu của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Argentina. Làm vì Celeste giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước Canada trong một trận đấu công bằng mà nói, đoàn quân của Lionel Scaloni đã nhiều lúc khiến người hâm mộ lo sợ với các tình huống hú vía của đối thủ. Dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng ở cả hai pha lập công bên phía Argentina, Messi đều đóng góp dấu giày rất rõ nét. Đầu tiên, trong lúc đội nhà đang gặp thế bế tắc, Messi đã có những đường chuyền thiên tài xé toang hàng phòng ngự. McAllister bằng xuống va chạm với thủ thành Crepo bên phía Canada, nhưng vẫn kịp thời thực hiện đường chuyền cho Julian Alvarez băng lên dứt điểm. Đến bàn thứ hai, thời điểm mà Argentina đang tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng liên tục bỏ phí, thậm chí chính Lionel Messi cũng đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chúng ta lại được chứng kiến pha bóng mà chỉ có thể xuất hiện trong đầu M10. Thêm một đường chuyền thiên tài, nhưng lần này nó là pha kiến tạo trực tiếp để Lautaro Martinez thoát xuống nhân đôi cách biệt. Chính pha dọn cỗ này cũng giúp cho cầu thủ từng giành 8 quả bóng vàng xác lập thêm một cột mốc mới. Cầu thủ đầu tiên kiến tạo 7 kia Copa America khác nhau. Và có cảm giác như trong những trận đấu của Messi, mọi đối thủ của anh đều không muốn chiến thắng vị thần này. Theo vào đó, họ trông chờ tiếng còi mãn cửa của trọng tài vang lên để có thể nhanh chóng có được chiếc áo của El Puga. Giờ đây, chiếc áo của Messi cũng có thể giúp cho một ai đó được đổi đời. Đương nhiên là một fan cứng, Alphonso David bên phía Canada đã không bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng này. Quả thật mà nói, Copa America có thể kém hấp dẫn hơn Euro, đây là điều mà ai cũng phải công nhận, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Lionel Messi thôi, chúng ta liền cảm nhận được giá trị, sự tận hưởng mà giải đấu này có thể mang lại cho những người yêu bóng đá.